Phẫu thuật nâng ngực thì bệnh nhân cần có những cái lưu ý như thế nào ở cái trong quá trình tiến hành phẫu thuật cũng như là sau khi phẫu thuật ạ? Trước khi phẫu thuật nâng ngực mình phải thăm khám về lâm sàng, cận lâm sàng, có những cái xét nghiệm cần thiết nhất cho một cái cuộc phẫu thuật, và tiếp theo là có những cái thăm khám về thẩm mỹ, đo vẽ để tính toán cái size phù hợp với cái nhân trắc học của cái người muốn nâng ngực đó, và sau đó mới tiến hành phẫu thuật nâng ngực. Thưa bác sĩ Lê Viết Hải ạ, cái yếu tố an toàn thì vô cùng quan trọng trong bất cứ một ca phẫu thuật nào đấy. Vậy thì đối với cả phẫu thuật nâng ngực thì những cái yếu tố nào mà cần được chú trọng để đảm bảo an toàn cho cái cuộc phẫu thuật đấy có thể diễn ra một cách thành công nhất ạ? Trong phẫu thuật thẩm mỹ nói chung cũng giống như là phẫu thuật nâng ngực thì cái việc an toàn được đặt lên hàng đầu. Muốn có một cái phẫu thuật nâng ngực an toàn thì như tôi nói là phải có những cái thăm khám về lâm sàng, cận lâm sàng, có những cái xét nghiệm trước tiền mê, khám tiền mê, những cái xét nghiệm đảm bảo cho cái cuộc gây mê đó, và phải tiến hành ở những cái cơ sở có giấy phép của Bộ Y tế, và bác sĩ thực hiện phải có giấy phép hành nghề và phải trải qua nhiều kinh nghiệm, nhiều ca phẫu thuật thì sẽ có được một cái ca phẫu thuật nâng ngực thành công nhất. Vậy thì Bộ Y tế của chúng ta thì đã có những cái quy định gì về việc phẫu thuật nâng ngực đây ạ? Trong các cái quy chuẩn của Bộ Y tế thì cái vấn đề phẫu thuật nâng ngực cũng được nằm vào tiêu chuẩn, đó là phải thực hiện ở những cái bệnh viện được phép phẫu thuật nâng ngực. Thưa bác sĩ Lê Viết Hải, trong bất cứ một ca phẫu thuật nào thì ngoài những yếu